Kính thưa các quý ông, quý bà đại diện cho họ nhà trai, nhà gái, kính thưa các vị khách quý, Ủy ban nhân dân phường Tiên Cát nhận được đơn đề nghị đăng ký kết hôn của anh Nguyễn Ngọc Duy, cư trú tại xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, và chị Trần Thanh Hiền, cư trú tại phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì. Thì qua xem xét hồ sơ thì có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, và hôm nay phường Tiên Cát tổ chức nội dung chứng nhận kết hôn cho anh Duy và chị Hiền. Và chính thức từ thời gian này, anh Duy và chị Hiền đã trở thành vợ chồng theo quy định của pháp luật. Và sau đây thay mặt cho Ủy ban nhân dân phường Tiên Cát, tôi xin trao giấy chứng nhận kết hôn cho anh Duy và chị Hiền, và chúc anh chị là trăm năm hạnh phúc. Chúc các quý vị đại biểu, các ông bà đại diện cho họ nhà trai, nhà gái có mặt tại buổi đăng ký kết hôn hôm nay lời kính chúc sức khỏe và gia đình an khang thịnh vượng.